Kính thưa quý vị, người ngoại quốc đã rời khỏi Yemen. Theo tin từ Sana, người ngoại quốc sống ở Yemen bắt đầu rời khỏi nước này sau khi Hoa Kỳ và Anh Quốc di tản nhân viên ngoại giao. Hoa Thịnh Đốn đã kêu gọi công dân Hoa Kỳ lập tức rời khỏi Yemen sau cảnh báo đe dọa bị tấn công và đóng cửa các tòa đại sứ, lãnh sự ở Trung Đông. Yemen là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khối Ả Rập, là nơi đặt căn cứ của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP, do Osama bin Laden thành lập, và dân quân của nhóm này đã thực hiện nhiều vụ tấn công Tây phương. Các nguồn tin cho biết, Hoa Kỳ đã nghe được sự liên lạc giữa thủ lãnh Ayman al-Zawahiri của Al-Qaeda và AQAP, nên đã đưa ra lệnh đã báo động trong tuần trước. Tình trạng an ninh ở Yemen là mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ và Tây phương. AQAP hoạt động ở bán đảo Ả Rập, đặt căn cứ ở Yemen, đã từng âm mưu tấn công các mục tiêu Tây phương, trong đó có âm mưu đánh bom trong chuyến phi cơ hãng Northwest bay từ Amsterdam về Detroit năm 2009. Trong ngày hôm qua, chính quyền Yemen công bố danh sách 25 tên khủng bố định tấn công trong ngày lễ Eid al-Fitr, ra giải thưởng 23.000 Mỹ Kim cho ai cung cấp tin tức có thể giúp bắt được chúng.